Kết quả Andrei 1, 3 Anas, Ronaldo, Mane rủ nhau tỏa sáng. Trận Andrei vs Anas đã diễn ra không ngoài dự đoán khi đội chủ nhà chỉ làm quân xanh cho Ronaldo và các đồng đội phô diễn kỹ năng siêu hạng. Ghi bàn Andrei, Phu Giai, Ten 89, Anas, Mane 45, 1, Talisca 49, Ronaldo 78. Thẻ đỏ Andrei, Wasi 45, 2. Ngay sau hồi còi mở màn, Anas đã tràn sang phần sân đối thủ. Với hàng công quá mạnh bao gồm Ronaldo và Mane, đội khách dễ dàng áp đảo và buộc Andrei phải lui toàn bộ đội hình về phòng ngự. Ngay phút thứ tư, Ronaldo bứt tốc đón đường chuyền bên cánh phải của đồng đội. Tuy nhiên hậu vệ Andrei đã có mặt và phá bóng ra biên ngay trước khi CR7 dứt điểm. Những phút sau đó, Ronaldo rất tích cực dứt điểm nhưng vận may đều ngoảnh mặt với tiền đạo 38 tuổi. Hiệp một cứ thế trôi về những phút cuối và tưởng như hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, trong những phút bù giờ, kịch tính nổ ra. Ở phút bù giờ đầu tiên, Mane khống chế bóng nhẹ nhàng trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Andrei, mở tỷ số trận đấu. Chỉ sau đó một phút, Wasi nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô thiển với Mane ngay sát vòng cấm địa. Mane mở tỷ số trận đấu. Bước vào hiệp 2 với lợi thế dẫn trước một bàn và hơn một người, Anas rất dễ đá. Và ngay phút 49, đội khách có bàn thứ hai. Talisca tung cú dứt điểm mạnh như rocket ngoài vòng cấm địa, bóng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Andrei. Tới phút 78, Ronaldo khép lại một ngày trọn vẹn với Anas khi có pha xử lý mượt mà trong vòng cấm trước khi dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 3-0. Những phút còn lại, Andrei gỡ được một bàn và tỷ số chung cuộc là 1-3. Đội hình thi đấu: Andrei, Moreria, Andosari, O, Gonzalez, Wasi, Anjusep, Fujai, Anbesi, Norman, Sangbun, Seyuk, Tava, Anas, Nawat, Sutton, Lajami, Laporte, Teulet, Ankhaibari, Brozovic, Garrett, Otavio, Mane, Ronaldo,